Hôm nay mình có một ít máy lên cho anh em tham khảo nha. Anh em thấy ưng ý cái nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần mô tả nha anh em. Hôm nay mình lên một số có 6 cây máy pin với một số điện. Thôi mình vô luôn nha. Anh em mua hàng bên mình thì phải dặn cọc cái thẻ Vina tùy theo món hàng nha, 50 hoặc 100. Còn anh em chuyển khoản thì mình bao ship. Đây mình vô luôn nha. Đầu tiên cây số 1 là một cây fan Makita. Đem rồi nó mất cháo rồi anh em ơi. Còn dưới này toàn là cái chữ tiếng Anh tiếng gì đâu không à. Ba chức năng nha anh em. Phân búa, bắt vít và phân sắt, phân gỗ. Nó có 16 cấp trượt nha anh em. Đây, 16 cấp trượt. Bắt vít có cấp trượt nè nha anh em. Bắt vít có cấp trượt. Rồi tới đây hết nói, đây là phân thường đây. Phân sắt, phân gỗ, phân bê tông đây anh em. Đảo chiều đây anh em. Phân ba chức năng. Cây số 1. Máy, pin, sạc. Sạc adapter nha anh em, 18V. Sạc adapter. Cây số 1. Máy pin sạc 1,5 triệu nha anh em. Máy pin sạc 1,5 triệu. Cái cây số 2 cũng y vậy luôn. Nó 16 cấp trượt và 3 chức năng. Phân tường, bắt vít và phân sắt, phân gỗ. Đảo chiều đây anh em. Cây ngoại hình đây. Cái cây số 2. Máy pin sạc 18V nha anh em. Máy pin sạc 1,5 triệu. Cái cây số 3 hầm hố hơn. 18V HB458. Đầu kẹp sắt nha anh em. Rất mạnh anh em. Nhanh chậm đây. Anh em xem ngoại hình. Có báo pin nha anh em. Hai mươi mốt cấp được và ba cấp phan đi, phan bê tông, phan thường và bắt vít. Máy pin sạc nha anh em, máy pin sạc, sạc adapter đó, 1,9 triệu. Cây số 3 triệu, 1,9 triệu nha anh em, máy pin sạc. Anh em cây số 4 đây cũng như vậy luôn.
458 458D 18 con nha anh em. 18 con. Đây. Mấy triệu đây. Đây. 21 cấp được. Và ba cấp phan đây, phan búa. Phan thường và bắt dít nha anh em. Cái số 4. Máy pin sạc là 1.9 triệu nha anh em. Sạc adapter nha, 1.9 triệu nha. Tới cây số 5. Đây anh em. 16 cấp được. 14 con tư nha anh em. Đây nó bắt dít nó gì cái máy này thường thường ta nói 4-5 chức năng gì đây anh em. Mình cũng chưa hiểu hết luôn. Cái phân búa đây. Bắt dít của búa nữa anh em. Nhanh chậm đi anh em. Makita TB130D 14 con tư. Này thân máy vỏ pin nha anh em. Thân máy vỏ pin 1.1 triệu nha. Cây số 5. Anh em nghe kỹ nha, thân máy vỏ pin nha. Vỏ pin nè, mình không có mạch 14 con tư, thành ra mình không có đóng được. Hết rồi. Cái này cũng y vậy, chức năng cũng y vậy luôn anh em. Đây. Nó cũng 16 cấp được. Và 3-4 chức năng gì đây nè, mình chưa hiểu hết. Chức năng nó mênh mông. Nên em mà hiểu về khai thác thêm. Thấy bắt dít có búa rồi phan búa gì tá lả. Thường thường ta kêu cây 4 chức năng rồi có người kêu cây 5 chức năng. TD130 14 con tư. Đây anh em. Được cây. Mình làm nhanh nhanh nha, cũng được nó cây số 6. Thân máy vỏ pin nha anh em. 1.1 triệu. Mình hết mặt 14 con tư rồi, 1.1 triệu. Rồi giờ mình chuyển sang bên điện nha anh em, cái điện. Điện 100V không nha anh em. Đầu tiên là một cây bu lông. Bu lông hơi nghe anh em. Ra băng luôn nha anh em, ra băng luôn á, đảo chiều nó đây nha anh em, thụt vô. Đây nó có tốc độ đây anh em, chỉnh tốc độ đây nha anh em. Độ nhanh là chạy vô. Cây số 7. Tám trăm nghe anh em. Cây số 8 cũng là một bu lông hơi luôn. Đây anh em. Đây nó cũng chỉnh đây anh em. Chỉnh mình đè đè vô rồi mình mới dặn được.
Đảo chiều đây cũng thuộc lại. Cây số 8. Tám trăm rưỡi nha anh em, 850 nha. Số 9. Cây số 9 nó có chỉnh tốc độ đây dưới này nha anh em. Đây, nó có chỉnh nha. Cũng lâm hơi luôn. Đây, đảo chiều đây anh em. Đây nó có cấp như này nè anh em, giảm cấp đó, hơi chậm, mình chỉnh theo tốc độ nha anh em. Bình hơi yếu rồi anh em ơi, bình hơi yếu. Cây số 9. 900 nha anh em, 900. Cây số 10. Một cây vít. Điện 100V nha anh em, Makita. Đảo chiều đây. Cây số 10. Sáu trăm rưỡi nha anh em, 650. Cây số 11 là cũng dứt luôn. Makita đây anh em. Đảo chiều nó dưới này nha anh em. Rồi mình đại khái vậy nha anh em. 300W nha anh em, điện 100V. Cái số 11. Sám rưỡi nha anh em, sám rưỡi. Cái số 12 là cũng một cái vít luôn. Vít này hiệu gì mình không biết luôn anh em. Có đèn nè anh em. Đảo chiều đây. Cái số 12. Sáu trăm rưỡi luôn anh em, sáu trăm rưỡi luôn. Cái số 13. Số 13 là một cái vít cuồng điện đây anh em, cuồng điện nó 10 mét luôn anh em. Makita đầu phía đây anh em. Đây đảo chiều bên đây. Vít này nó có cái lỗi cái chỗ là mình cái cò nó hơi dơ, bóp vô sâu nó không ăn nha anh em. Mấy em bóp từ từ này là nó mới chạy nha. Mấy anh em quẩn về vệ sinh giùm cái cò là xong đó anh em. À, bóp sâu là nó ngắt, bởi vì nó hơi dơ đó anh em. Bóp nhẹ vô lần chừng rồi là nó chạy. Nó có cái lỗi đó nha anh em. Bù đi bù lại nó có dây điện quá dài, cũng 6,5 luôn anh em. Số 13. Nhà anh em về vệ sinh cái cò cái là xong à.
Cái số 14 là một cây cưa. Cưa đây anh em. Hiệu nó hiệu gì không biết, 100V, 1300W. Đây hiệu của nó gì đây, A14S gì đây. Mà cái lam nó là lam Hitachi nha anh em. Lam Hitachi, lam 35 nha anh em. Cái số 14 700 nha anh em. Số 4 700. Số 15 là một cây nhám rung. Nhám rung 1.1. Điện 100V. 300W. Đây anh em. Cái số 15. Năm trăm nghe anh em, 500. Cái số 16 là một cây cắt ti. Rất đẹp luôn em. Cắt ti Hitachi. Hai trăm tám mươi lăm watt. Cái số 16 800 nghe anh em. Tì 800. Cái số 17 là một cây đấm bóp. Đấm bóp đây anh em. Nó hơi rách chỗ này nha anh em. Anh em xem cho kỹ, rách này không ảnh hưởng gì trơn nha. Dù cho nó hư cái này nữa, mình bọc miếng vải ngoài cái là mình xài được hơn nha anh em. Đấm bóp anh em, mần mệt về cái là đấm bóp cho nó tan máu bầm luôn anh em, nhức chỗ nào đó đánh chỗ đó. Để anh em cậy em ru hả anh em. Đây nó hai tốc độ nha, này tốc độ này giờ hơi chậm nè anh em, muốn nhanh tăng lên đấy. Cái số 17 650 nha anh em. 650. Cái số 18 là cũng y chang luôn, cũng đấm bóp luôn. Đây nè, đánh nè. Cái số 18 650 nha anh em. 650. Cái số 19 làm cây cắt tôn. Tôn hiệu gì là Sana gì nè anh em. Điện 100V, 320W. Để 30 này là không biết 30 gì, nhưng nó cắt được 3 ly đó anh em. Mình không hiểu. Đây anh em. Cái này là mình muốn cắt hẹp là cắt rộng đây. Mở rộng hẹp.
19. Bảy trăm rưỡi nghe anh em, 750 cắt lên. Số 20 là một cây cắt lên luôn. Điện 100V, 1.800 dòng trên phút. Này ra băng nghe anh em, để ra băng luôn á. Này cắt được lên ly 6 nghe anh em, để số 16mm nè. Số 20 750 luôn nha anh em. Bảy rưỡi nha anh em. Số 21 là một cây rút TV, mấy anh thợ làm nhôm đây. Đây mấy anh em thợ làm nhôm, 270W, rút 4 ly nha anh em. Đây đó, mở cái bát rồi nha anh em. Đây TV. Số 21 750 nha anh em. Cắt rút TV nhôm 750. Số 22 là một cây phân gốc nha anh em. Đây phân gốc nha, phân gốc đây anh em. Anh em muốn phân gốc đây, để vô phan khỏi cần phải đứng lên chọn xuống. Phân gốc Makita 300W, điện 100V đây anh em. Để dậy sang ngồi sang à, chứ không phải cái kia cầm phải đứng lên ngồi xuống. Còn này là mình ngồi là chích nè. Số 22 600 nha anh em, 600. Số 23 làm cây bu lông, nồi đồng có đá đây anh em. Đầu 1/2 nha anh em, đây đảo chiều trên dưới. Đầu 1/2 bu lông. Cái số 23 800 nha anh em. Số 23 800. Cái số 24 là một cây bu lông dữ tợn hơn nha anh em, bu lông riêu bi nha. Điện 100V, quá dữ, cây này dữ rồi, đầu qua 1/4 nha anh em. Báo chiều đây nha anh em, báo chiều đây. Đầu 3/4. Nồi đồng khối đá đây. Cái này dữ tợn hơn. Cái số 24.
một triệu nghe anh em, một triệu. Cây số 25 là một cây phan cổ, phan cổ mà nó mới anh em, cái độ mới của nó là không thể nào bàn cãi rồi. Đầu men ranh đồ này nọ mới chát luôn nè anh em, mới chát luôn anh em. Cho anh em xem màn hình mới, mới ghê hồn luôn á. Hình linh thì nó không có xài luôn anh em, đầu băng tranh nó còn mới, mới to nè. Số 24 25 550 nha anh em, cổ 550. Số 26 là một cây phan từ, từ đây rồi nó hít rồi, rồi anh em hít cái ngắt rồi đây anh em, hít cái ngắt hai mình tắt rồi, mở bình tắt lên hít đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đây anh em. Đây là hít cứng ngắt. Cái số 26 1 triệu rưỡi nha anh em, phan từ này 1 triệu rưỡi nha anh em. Đây anh em, mình còn có ổ điện duy nhất nè anh em, mình còn có một cái ổ điện này là duy nhất nha. Đây CB của nó đây, mình ghép vô cho anh em xem luôn. Đây có điện đây anh em, khi anh em xài là nếu mình đụng vô là nó nhảy nha anh em. Đấy, mình xài mà da chạm gì là nó nhảy nè anh em. Đây ổ điện nó đây, có 3 ổ điện, dây dài tới 29m nha anh em, dài tới 29m lần á. Đây anh em xem, mình còn một ổ duy nhất thôi. Ra băng nha anh em, mang lên ra băng nè anh em xem nè, mang lên ra băng anh em xem đi, ra băng luôn á. Ổ điện này 1,5 triệu nha anh em. Rồi clip mình nay có nhiêu đó, anh em xem cái ứng ý cái nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần mô tả nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, động lực mình lên clip thường xuyên hơn nha anh em. Thôi cảm ơn anh em, hẹn anh em lại clip sau nha, chào anh em.